Có quen bố nữa ra đuôi. Hả? Xin chào cả nhà. Hôm nay Vinh Vẽ mà đang lên đường ra một cái địa điểm khá là thú vị của thành phố Sonobo. Cũng gần nhà thôi cả nhà. Thì mùa hè ở Đan Mạch đó là mùa của một số loại trái cây, mùa đi biển, mùa cởi trần, tức là lễ hội này nọ ha. Thì hôm nay Vinh Vẽ mà đi ra một cái vườn trái cây. Ở đây thì trái cây họ cho tự hái, thì sau khi hái xong thì mình vô mình đăng ký này nọ ha. Thì đây là một cái trải nghiệm khá là thú vị ở Đan Mạch luôn. Thì hôm nay thì Vinh Vẽ mà sẽ đi hái dâu. Ngay bây giờ đang là mùa dâu nên siêu thị bán rất là nhiều dâu luôn. Dâu ở mèo mèo. Còn nếu mà ai lười á thì có thể mua dâu ở siêu thị này nọ ha. Còn nếu mà muốn tươi mà tự hái rồi tự lựa rồi có thêm cái trải nghiệm đi hái dâu á thì ra những cái địa điểm này thì hái dâu vừa vui vừa một cái trải nghiệm của gia đình luôn. Mấy đứa nhỏ thì nó đi học rồi, hôm nay chỉ có Vinh Vẽ mà thôi. À, sẵn thì hái trực tiếp từ vườn nó rẻ hơn một xíu so với siêu thị. Rồi mời cả nhà theo dõi vlog này. Yeah. Con. Yeah. Nếu phải vậy, phải chứ. Anh phó sẽ là nó vlog. Dạ, sẽ phải lên vlog. Sẽ đến chưa vậy hả? Nên là anh BMW ố rồi đó. Ở trên cả nhà là BMW ố rồi. Tổ liệt phòng thì xuân về blow rồi từ bữa là số nó là si cho ăn mà xong nơi đây si cũng sẽ lại luôn đi sớm rồi đi lại về ế phải không mẹ ổn nó quay bu lẹ anh nói mà sao hồi sao sáng. Cái địa điểm hái dâu này á, nó cũng gần thành phố nha cả nhà. Nó nằm ở gần sân bay của thành phố Sonobo. Thì đây cũng có một cái sân bay nhỏ xíu xíu à. Thì từ nhà Vinh mà ra chỗ hái dâu này chắc khoảng chạy xe khoảng 10 phút. À, còn có cái bác đi kìa, sao nó xưa. Em nói mà nói cái ông đi mô tô bay trước cái bụng bự quá. Xuân vừa lên đây. Rồi chui ra mà đi xuống hai dầu hả? Bị gì á, bị chập hả? Hồi nãy là Vinh đi không coi GPS ấy gì, đi cái dèo cái hồi lạc bà nó đường chạy nguyên một vòng sau đó mới quay lại bấm vô cái GPS thì bây giờ đúng là chị rồi đó. Nói chung cũng gần gần đây thôi, đi cả tí xíu rồi tới. À bây giờ để coi, em mà lấy cái tô đi. Lấy cái tô mới vô vlog được. Đó. Trong đây là cái tiệm người ta nè, người ta có bán táo rồi mình ta là hả? Các bạn làm trò. Được á đẹp em à, giống cái nón bảo hiểm á. Đẹp ha. Ly sầm suốt rồi em. Và lắng cho sư Haruri sầm chôm. Đi theo xìm chung.
Ok. Đây, đây vô cái tiệm. Đây nó để là vô vệ sinh, lúc sen, nghĩa là tự hái dầu là bên đây. Còn này là phép lì và e lì là lịch sự và thành thật, nó có chôm đồ. Đây thì bán khoai tóc là khoai tây, một bọc như vậy, 30 đồng. Đây một nhỏ nè, khoai tây 20. Ủa, này măng tây 35 đồng. Đây, cho những bạn nào mà lười hái dâu, dâu người ta hái sẵn, mắc hơn 5 đồng thôi ha. Hồi nãy là 25 đồng, thì cái này là 30 đồng. Đã chưa? Đây nè, có một cái cần này từ đời nào luôn không biết luôn, mà tới 100kg luôn, quá trời bự. Cần heo. Đây thì họ bán những cái loại nước tự làm, nước ép là một, nước trái cây tự làm. Hay không? Đây, các loại táo nè. Đây, các loại nước thì họ bán trong đây luôn. Đây là nước táo, nước lê. Đây nè. Rồi. Đó, tiệm là hay. Lát nữa mình hái xong thì mình bẻ mà sẽ vô tính tiền ha. Đây cái nước táo đỏ nè. Nước táo cũng nhiều màu quá trời. Đây thì cái quầy bán trứng gà tự xử luôn. 15 trái 42 đồng. Đó. Ngon chưa? Cái này giống trứng gà ta ha. Màu đỏ. Này chắc lát mua một bạc trứng vậy luôn. Rồi. Ở cái nha. Thì người ta trước khi mình vô mình lấy, người ta cân chứ cái tô của mình ha. Cái tô này là 300 g. 3 lạng. Lát nó trừ ra. Rồi, đếm à. Cho trước đi. Là đây có cái vườn cái bên này nè. Dạ. Dạ, đây anh bái. Đây là ra ruộng. À, đây cái lối mòn vô. No, this cannot see to him. This see ya to him. Đây không? Đây là có một cái gia đình đang ngồi đây hái ở đây. Đây đang giữa trưa ngày thường ngày thứ tư nên không có nhiều người hái đâu, cái này chắc phải chiều chiều á. Thế à, cái gì? Đã sốn bè. Cái này là những cái hàng ha, một cái là sốn bè. Bên này là hips. Bóm bè. Yeah. Mấy cái sốn bè này nó chưa có chín nè cả nhà, nó còn màu xanh nè. À, nguyên cái cây này luôn. Và bên này trái này là trái gì đây? À, trái này không biết. Trái này kìa, mình kiếm mình cho tiếng gì? Rồi em à, qua bên kia luôn. Đây. Có xì bóng bè. Cái mấy cái bóng bè này nó mới ra hoa thôi. Nè, không, nó lên thành trái nhỏ. Mấy cái này mấy mút chùm nó ngon. Quá trời luôn. Rồi, hàng này là blueberry, á. Giờ nó chưa có cái gì hết luôn. Chết mà. Rồi, cái rip này là nhiều nè. À. Nhưng mà chưa chín. Sao mà? Quất. Ừ, này ha, đi ha, để là vô coi. Xế cui ra mới cho bê. Ok, ok, cái vườn này thì cái vườn này nó không có chi luống à. Ở bữa mình hái ở Ulster thì nó chi luống ra. Đây, đây cây nó mọc tùm lum tà la hết. Đây nè, cho cả nhà coi nè. Đây. Dâu đây. Đó, thấy không? Cái này không có to lắm, nhỏ xíu vậy. Này nguyên cái vườn này luôn, nguyên cái khúc này là dâu. Sẽ một cái đẹp với phô lít lính ở đây ấp. Phải đi hay đam mắng bên xe đó coi. Cái nhà đẹp đẹp á mà. Ừ, phải không? Bớt, bỏ vô, ok.
nè. Cái này nó không chia luống ra nó đi. Đi như vậy. Nè cả nhà, nó không chia luống ra. Nè đó mà, quá trời. Mấy cái này không có to lắm. Nhỏ xíu à. Đi small lên đây. Nè đi phim nữa. À, nhận rồi nè, đi nhận. Nào, dao nè. Đó. Đấy. Các bạn hái mấy trái bự giống như này mà. Phấn đi store hả? Xì. Ồ. Dao đã chưa? Mấy cái bạn ngứa cái chứ. Cô bé vừa chưa? Ừ. Giờ đi vô sâu sâu dưới kia đi. Mấy khu gần gần đây chắc nhiều người ta hái nha. Thế mà quất miếng. Thế mà kêu kia dưa. Ủa, dưa vậy? Ừ. Eo. Ngọt ngay à? Ngọt ngay cả nhà. Cái này giống như họ để cái dâu này nó mọc dại luôn hay sao? Họ để mấy cái dâu này nó mọc dại. Rồi sao đó? Treo bản lên. Cho từ lụm. Này. Rồi in the snack and put lên nè. Nhưng mà dâu cũng khá là nhiều nha. Đây nè. Cho cả nhà coi nè. Ông nó nằm nằm chùm chùm với đây không? Đó. Hai mấy cái bự thôi. Bự nó mới ngọt. Cái nó mọc tùm lum hết. Đó, là chín nè. Đó. Ngon chưa? Nè ma để xíu. Dạ. Yeah. Thì cái ly được lúc. Thì cái ly được lúc rồi đó. Dạ, bên nó bu bu lên. Đây. Thấy không? Wow. Cái này chơi bự lắm. Mà ngồi xuống mới thấy mà ơi. Scan set đây nữa. Đó là cái rút xì nữa. Thì lấy nữa ôn đập lỡ. Này có bị ghẻ nè. Bị ngứa. Hà đồ suy đâm. Yêu. Bà hai nó có cây gì. Đạp chúng cái cây ngứa quá. Mẹ này cả nhà. Đó dầu nè. Dầu không? Dầu nè. Rồi, nhỏ bé không tha hết, bắt hết. Bắt hết. Này, nguyên một chùm luôn. Ngon chưa? Mà nãy giờ lụm được nhiêu rồi? Nói cho lên. À, đi đi, xa miếng đi. Cái này nó chích quá. Cái này ngứa quá. Ở bên kia nó làm mấy cái luống đẹp lắm. Mấy cái luống này. Gì mà ngọc như cối dại á. Được không? Đây, chị nông dân bên kia. Nông dân đi hái dầu. Còn nếu bạn nào lười á, thay vì đi hái dầu như vậy, mình có thể vô tiệm mình hái. Sau 15 phút giờ Vinh đi vô để mà ngồi hái ngoài đó. Tại vì cái tay Vinh nó trúng cái cây gì rồi, ngứa quá trời luôn. Giờ phải vô rửa nước một tí cho đỡ ngứa. Bà hai nó. Rồi cái chỗ này nó làm hơi dở một tí. Ngứa quá. Cái này phải đeo bao tay vô. Nè cả nhà, coi cái tay nè. Đó. Thấy không? Ngứa quá trời, đâm trúng cái gì. Cái cây gì mà Vinh bị dưỡng.
nó nổi sưng sưng đập 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 lên, hèn chi ngứa quá trời ngứa. Ok, hi, hey, Steven và Patty. Hi Steven, hi Patty, hi con. Trời ơi, đeo bao tay vô cái gì nó chích là ngứa thấy bà luôn. Hái được nhiều không? Hái được có tí xíu ngứa. Cái này cái không, cái luống nó làm dở, mấy cái luống nó ta làm luống cái đường đi. Cái này nó mọc tùm lum tà la ha. Dở. Để qua bên góc kia. Cái này. Ở đây là bán ngò. Mấy cây trồng. Ha, bà xí lên. Cây có tí xíu rồi. Mấy cây trồng ha. Rồi, giờ bên chân tăng 2. Đây. Lần này cho bao tay vô. Cái này mới xuất hiện thêm vài gia đình nữa, nó bắt đầu đông đông được đấy. Mà nó vẫn nhỏ nhỏ nhỏ. Mùa này nó chưa to. Anh nếu hái chắc phải hái ban sáng rồi sao. Thế bây giờ nó mất hết à. Ta hái bớt à. Cái bà mà à. Đây. Ta hái với cây đông đen. Bà mà bà một mình một bóng ở đây. Chào đi bớ hay ốc. Hết rồi. Nó đang hán sơ vô. Nó đang hán sơ vô. À hết đi bớ à. Thì store. Rồi ha. Thì đi store mà. Trời ơi. Không. Đúng không? Không có gì hết. Đồ ốc sợi không. Tí lùng ơi. Lên đây nè. Trên đây không ai hái đó, trái bự không à. Dạ, trái nữa đấy xong rồi. Ừ, dưới kia người ta hái hết rồi. Hái trái bự đó không. À, đó, vậy mới ngon á. Còn mới hái hồi cũng được tô rồi đó. Ngon. Lấy cho tính tiền biết. Cô ấy nấu hoài sao xì. Ở nhà đang đi hái dầu thì trường mẫu giáo của Vi Làm mới điện kêu là Vi Làm bị sốt nên bây giờ Vinh chạy ra trường mẫu giáo đón Vi Làm ở đây để mà hái với lại chị và anh rể bên thì xong cái lát mình chạy qua rồi đón em mà chắc sẵn đó đón luôn anh chị Lý Na luôn chứ. Hôm nay Vinh được nghỉ nên rảnh nên đón mấy đứa xoài nhẹ che sớm được luôn. Thôi. Tại bây giờ bữa mới giờ hôm kia Vi Làm nó bị sốt thì Vinh cho nghỉ một ngày. Hôm nay thì hết sốt rồi nhưng mà bây giờ bị sốt lại nữa. Chắc nghỉ thêm mấy ngày quá. Cho nghiệp nhỏ. Em mà cũng bệnh mấy ngày nay. Anh chơi Lý Nhà Nà thì bị sốt cái đây 2 ngày nhưng mà khỏe re rồi. Nên coi, bây giờ nó đón được đón hết nguyên đám luôn. Rồi cả nhà, cái vlog hôm bữa là mình quay tới phút này á, thì mình chạy đi bên đón Quý Làm. Thì Quý Làm bị sốt. Thì hôm đó là thứ tư sốt, tới bây giờ là thứ hai mới bắt đầu đi học lại. Và trước đó mà 2 ngày cũng đã bị sốt 2 mấy ngày rồi. Thì tính ra là bị sốt hơn 1 tuần đó. Em này bệnh hơn 1 tuần luôn, hôm nay mới đi học lại. Thì bây giờ mình mới làm được vlog để kết thúc cái vlog trước ha. Thì cái giá của hái dâu là 25 đồng một ký tự hái. Tính ra là khá là rẻ so với mặt bằng chung. Tại vì nếu mà ra siêu thị ở Đan Mạch là họ tính khoảng là 30 đồng cho 400 gram là 4 lạng. Thì giá đó là người ta làm sẵn, người ta rửa hết rồi hoặc là người ta hái để sẵn trong cái hộp như vậy. Còn cái này mình tự hái này nọ ha là 25 đồng một ký nên rất là rẻ luôn. Cái giỏ mà sau khi mà mình hái xong em mà hôm đó hái khoảng 2,5 kg gần 3 kg tính ra cũng được có 75 đồng thôi. Ba cái dầu 75 đồng mà mình sẽ để tiền Việt mình như thế tính ra là rất là rẻ luôn. Nên đây là một cái trải nghiệm rất là thú vị ở Đan Mạch. Thì nếu có bạn nào có dịp tới thăm thì hãy đi hái dâu, hái táo, hái cái loại trái cây đặc biệt ở bên đây. Đó là một trải nghiệm không thể nào quên. Em lần sau Vinh và em mà sẽ đi ra một cái bãi dâu khác để em mà hái. Tại vì cái bãi khác họ chia luống ra thì hái rất là dễ và sạch hơn. Còn cái này không hiểu năm nay họ làm như thế nào mà để ra giống như là một cái bãi dâu dài vậy đó.
nên hái ra rất là bị ngay cái cây nó đâm nó đau, bị ngứa rất là nhiều luôn. Nên trải nghiệm này chắc cho được 5-6 điểm trên 10. Đây, cái blog này tới đây là hết. Nếu cả nhà thấy hay hãy cho mình một cái like, bấm vào góc bên phải bên đây và hẹn gặp lại mọi người ở blog lần sau. Chào tạm biệt.